Tùy theo tương ứng của nó và cụ thể AT1 và AT2 thì thường sẽ gặp trên AT1 nhiều hơn, AT2 ít hơn. Nhưng anh chị quan sát tiếp theo cái hình này thì cái AT1 của mình nó nằm ở đâu? Ở đâu ạ? Ở trên đâu? Cái này ở trên màng thế nào? Và màng có thân gì ạ? À, thật dầu, cho nên cấu trúc của các hàng ở đây các chị thấy có gì đặc biệt đối nghịch lại. Đây là ACE, đó là rất thân dầu. Cái kia thân nước thì ok, tăng được mạnh. Còn cái này muốn đối kháng thể phải thân dầu, bởi vì bản chất cụ thể nằm trên mạng ra. Cho nên muốn tiếp cận cái receptor này bắt buộc cái cấu trúc của anh phải thân dầu thì mới cho nó dùng sinh học được à. Thì đó là cái sự cố hình thứ hai khi nó tăng của cấu trúc do cái vị trí tác động nó quyết định ngay. Rồi, cái này anh đi xem thêm thôi. Từ một cái chất đối vật tự nhiên có tên là sa